Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là một chiếc Samsung Galaxy Z Flip 4. Như các bạn đã biết thì tất cả những cái dòng điện thoại Samsung đời cao hay là kể cả những cái dòng điện thoại Android mà có cái hệ điều hành Android cao ấy, 12, 13, 14 trở lên ấy, thì nó sẽ có một cái hiệu ứng thông báo rất là đẹp mắt. Ví dụ mình sẽ có một cái tin nhắn gửi từ một thiết bị khác. Như thế này. Đấy, mình bấm gửi sang. Đấy, và các bạn sẽ nhìn thấy là một cái hiệu ứng thông báo cực kỳ đẹp mắt. Và hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cài đặt được một cái hiệu ứng thông báo như thế này. Đấy, khi mình tắt điện đi nhá, các bạn thể nhìn thấy là cái đường viền này, đường viền LED đa sắc cầu vồng nó chạy khắp quanh màn hình, rất là đẹp. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà sử dụng cái điện thoại như là màn hình cong, ví dụ như S22 Ultra hay S23, đấy, vân vân, thì nó sẽ rất là đẹp. Đó. Thì để thực hiện được cái thao tác cài đặt như vậy, các bạn sẽ phải làm cho mình như sau. Đầu tiên các bạn sẽ mở cho mình cái phần cài đặt. Đây, cài đặt. Đó. Trong phần cài đặt này thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái mục thông báo, và các bạn sẽ vào cho mình mục thông báo. Đấy. Ở đây nó sẽ có một cái mục là cài đặt pop up ngắn như thế này. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục pop up ngắn. Đấy. Nhiều bạn sẽ không biết vì đây nó sẽ bị ẩn ở bên trong ấy. Đấy, cho nên các bạn sẽ không biết được, và các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là kiểu bật sáng màn hình cạnh này. Đấy. Chọn vào. Đó. Thì ở đây ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra toàn bộ những cái hỗ trợ hiệu ứng. Đó. Ví dụ không dùng gì cả, cơ bản chỉ là màu xanh như thế này thôi. Có sóng. Đấy, nó sẽ có sóng hiện ra ở chỗ cái thông báo. Đấy. Hay là bong bóng như thế này, rất là nhiều hiệu ứng nhá, đẹp mắt. Trái tim. Đó, trái tim. Pháo hoa. Đấy, hay là những cái hiệu ứng này, đơn màu này, nhiều màu này. Đấy, chạy. LED chạy như thế, dạ quang. Đấy. Rất là đẹp. Theo mình đánh giá thì đây là một cái tính năng đặc biệt hay, rất là hay của dòng Android. Và mình cảm giác là khi sử dụng điện thoại có những cái tính năng đèn LED chạy như thế này cực kỳ hay. Đấy. Thì ở đây cái mục mà mình thích nhất đó là mục lấp lánh như thế này. Mình sẽ hay dùng cái phần này hơn. Đây, các bạn nhìn thấy cái thông báo hiệu ứng đèn LED nó chạy xung quanh rất là đẹp. Đó. Ở đây thì sau khi đã chọn được cái phần hiệu ứng mà các bạn ưng ý rồi, các bạn sẽ chọn cho mình một cái mục nâng cao hơn, mục ở giữa, mục màu. Đấy, thì các bạn sẽ chọn được tất cả những cái màu ở đây. Cụ thể các bạn chọn một màu thôi thì nó sẽ chỉ chạy một màu. Đấy. Đó, ở đây thì mình sẽ cho tự động để nó chạy được nhiều màu và tất cả các màu. Đấy. Tiếp đến các bạn sẽ chọn cho mình mục nâng cao. Trong mục nâng cao này thì nó sẽ là cái cách các bạn tùy biến cái dải LED chạy như thế. Các bạn sẽ có nó độ trong suốt. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ trong trong hơn, mờ hơn. Mình sẽ để cái này thấp thôi cho nó nổi. Đấy. Mình sẽ làm lại nâng cao này. Đấy, mình sẽ để thấp thôi để cho nó nổi lên. Đấy, chiều rộng thì các bạn tùy chọn nhé. Các bạn có thể cho nó mảnh, thanh mảnh, đấy, nhỏ gọn như thế này thôi, cho nó đỡ mất diện tích. Hoặc các bạn để cho nó dày lên như thế này, cho nó đậm, tô đậm. Thì khi có một cái thông báo đến thì người khác nhìn sẽ rất là đẹp và sẽ rất ngạc nhiên là tại sao máy đẹp như thế và nó sẽ lại làm được như thế. Đấy, ok. Mình sẽ để một cái thời gian nó rộng vừa phải như thế này, nhìn nó sẽ thanh gọn hơn. Đấy. Thanh gọn gàng nhẹ nhàng. Đấy. Và thời gian thì mình sẽ để dài nhá. Để dài hơn để cho nó chạy được lâu. Mọi người sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì cái việc này, khi các bạn có nhiều thông báo đến một lúc ấy, thì máy nó sẽ tiêu tốn dung lượng pin nhiều hơn. Đó. Cho nên là các bạn sẽ cân nhắc trong cái việc sử dụng là đánh đổi là vẻ đẹp với cái dung lượng pin, cái nào sẽ tốt hơn. Ok. Sau đó các bạn sẽ bấm hoàn tất. Đấy, như vậy là các bạn đã xong. Và các bạn nhớ lên bật là cả hiển thị khi màn hình đã tắt nhá. Ví dụ những cái máy không phải máy gập ấy, mà máy bình thường ấy, các bạn để màn hình nó tối như thế này, khi thông báo đến nó sẽ sáng. Ví dụ bây giờ mình sẽ bật luôn, mình sẽ gửi một cái tin nhắn bất kỳ thế này, tùy chọn gửi. Đó, mình sẽ gửi sang. Và các bạn sẽ chú ý là khi màn hình nó đang tắt như thế này, có thông báo đến nó sẽ như thế nào. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ hiển thị luôn, chạy LED xung quanh. Do mình để ánh sáng ở xung quanh nó hơi sáng cho nên là nó sẽ không nhìn rõ. Chứ nếu mà các mà mình tắt hết tất cả ánh sáng xung quanh lên đi thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đây, mình sẽ gửi thêm một tin nhắn nữa. Đó. Đây, thoát ra ngoài. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái ánh sáng nó chạy rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Rất là sáng và đẹp. Nếu mà trong bóng tối ấy, đi tối hay là ngồi buổi tối thì cái ánh sáng này nó còn đẹp nữa và đặc biệt hơn nữa. Ok, thì trên đây là một số những cái hướng dẫn nhanh của mình về cách tạo pop up những cái thông báo, tạo hiệu ứng đèn LED, dải LED chạy trên những cái điện thoại, đặc biệt là dòng Samsung nhá. Dòng Android khác như Xiaomi hay Oppo thì nó sẽ bị giới hạn hơn, nó chỉ có những cái pop-up nhỏ đơn giản thôi, chứ nó sẽ không có được những cái dải LED đẹp như vậy. Ok, các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm các clip khác nhá. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.